Và đây là một cái phong cách vintage một trong mùa thu năm nay mà Phương muốn gọi là giới thiệu cũng như là gợi ý cho mọi người cái cách mix đồ nhá cả nhà nhá. Và đương nhiên là cả set này hay cả túi thì Mega Fashion đều bán rồi. Và mọi người cứ yên tâm là Mega Fashion thì luôn bán hàng cao cấp, nên cả nhà cứ hoàn toàn cảm thấy tin tưởng khi mà mua hàng tại Mega Fashion. Bây giờ thì Phương sẽ review về chiếc áo cardigan này trước. Ở Mega Fashion thì về rất là nhiều mẫu cardigan luôn nhé cả nhà, nhưng mà đây là một trong những cái mẫu đấy. Mẫu này thì mình có thể mặc được hai kiểu. Kiểu mà Phương đang mặc là dáng kiểu đóng khuy. Đóng khuy thì nó sẽ tạo nên một cái set đồ nhìn nó rất là mùa thu và rất là vintage. Mọi người chỉ cần phối với một khăn buộc cổ thôi là đã xinh rồi. Nó không cần phối với nhiều đồ đâu. Nó có hai màu nhé cả nhà, có màu đen và có màu trắng. Đó, màu trắng cũng xinh. Đây mọi người nhìn này, mix vào cũng rất là xinh luôn. Đó. Và áo này thì mặc được kiểu thứ hai, đó là chúng ta sẽ kiểu dạng khoác thôi, khoác ngoài thôi. Nếu mà thời tiết chưa có lạnh lắm thì hoàn toàn có thể khoác ngoài được. Đó, buổi tối đi ra đường không khoác ngoài là đã xinh rồi. Bên trong thì mình sẽ mặc một cái áo hai dây dạng ngang ngực là đã đẹp rồi. Đó, khoác ngoài như này thì cũng rất là xinh nhé cả nhà. Đó. Riêng những cái mẫu cardigan này hoàn toàn mọi người có thể mua online được nhá. Mega Fashion thì hoàn toàn là mọi người có thể inbox cho Mega Fashion này, xong rồi các bạn ấy sẽ tư vấn cho mọi người và ship đồ đến cho cả nhà, không cần phải đến tận nơi mua hàng đâu. Rồi, bây giờ thì Phương sẽ nói qua về cái chiếc chân váy này bởi vì Phương quá thích nó. Cái chân váy này thì là chân váy có hai lớp, một lớp lót bên trong và một lớp ren ở bên ngoài như thế này. Dáng của nó thì là dáng dài, nó cũng không phải là quá xòe, nó cũng khá là ôm vào người để nhìn dáng của mình nhìn gọn hơn, gầy hơn. Đấy, và chân váy thì dài tầm đến bắp chân, tức là tầm bắp dưới chân á. Thì khi mà mặc cái váy này mọi người nhớ là phải đi guốc cao gót lên thì nó mới đẹp. Đó, chỉ cần chú ý điều đấy thôi. Cả set đồ này thì như Phương đã nói từ đầu là hoàn toàn kể cả áo ngoài, áo trong hay cả chân váy và cả túi thì ở Mega Fashion đều có hết. Đó, và Phương cũng phải suy nghĩ rất là nhiều để mix nó lại với nhau. Nên nếu mà mọi người để đỡ phải nghĩ rằng là mình mix cái gì với cái gì thì Phương khuyên mọi người một câu chân thành là mọi người nên mua tất cả option, full option từ áo trong, áo ngoài cho đến chân váy luôn. Thì về mọi người chỉ cần bách ra để mặc thôi, không cần phải suy nghĩ quá nhiều trước khi mà mix một món đồ với nhau. Đó.